chúng ta có năng lực tự chữa lành, vì mình là con của trời đất mà. Nhưng mà mình cứ tự dành, mình nuôi một mình thôi, tự tích lũy, tự tích góp, tự giành giật, tự tranh đấu để vun bồi cho cái bản ngã mình nghĩ là riêng biệt này, mà cố gắng tranh giành bao nhiêu thì lại thiếu thốn bấy nhiêu, lại thấy cô đơn lạc lõng bấy nhiêu, chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Trong khi đó, nếu mình biết dành ra nhiều thời gian hơn để sống thư thái, buông xả hơn, để có thời gian kết nối sâu với đất trời, mở các giác quan ra trong ý thức, để mình nhìn, để mình nghe, để mình ngửi, để mình xúc chạm, thì mình thấy sự sống là ở đây nè. Là giây phút mình thở, là giây phút mình đi, là giây phút mình uống một chén trà, là giây phút mình ngồi thật yên ngắm trời xanh mây trắng, là giây phút mình chuyện trò với những người xung quanh, là giây phút mình làm một cái việc gì đó cho mình hay là cho người khác. Đó là toàn bộ ý nghĩa của đời sống.